Chào mừng anh em trở lại với video trên kênh Sáng Tạo. Hôm nay em kiếm được một cái con sóc mun đen này. Cái con sóc này thì em sẽ phải làm một cái chuồng cho nó, xong thả vào trong AV, làm cuốn bằng cái lưới ô vuông mạ kẽm 2x2 này, xong thả vào trong AV. Sóc thì không thể thả chung với chim được anh em ạ. Thứ nhất là chim nó sợ, và thứ hai là sau này nó đuổi, nó sẽ bắt chim, nó cắn chết, ăn thịt chim luôn đấy. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đây em sẽ dùng cái lưới này, cái lưới ô vuông 2x2 này để làm cái chuồng cho em sóc. Bởi vì là cái lưới nó thưa một chút thì nhìn nó dễ hơn. Cái lưới này sau em thả trong AV cho nên không lo chuột nó chui vào. Cho con lưới này mà để ở ngoài trời ấy, thì chuột nó chui vào là nó, ví dụ mình cho con sóc nó ăn thóc nhá, chuột nó sẽ chui vào, lúc đấy nó rất phức tạp. Nên cái lưới này em để trong AV, mà AV em làm lưới 1x1 thôi, cho nên lưới này thoải mái. Đấy, bây giờ là em sẽ cắt, dùng cái kìm này cắt mang vào trong kia cùng làm để các bác theo dõi nhé. Để đứng này là mình sẽ làm cái thân, còn cái phần lưới này là mình sẽ làm cái đỉnh và cái đáy. Thì cái cách mình làm này nó áp dụng cho cả những bạn mà nuôi chim nhé, làm AV chim cũng làm cái cách này. Chúng ta không cần khung, không phải hàn, chúng ta chỉ muốn đống như này là tạo thành một cái chuồng để nuôi sóc hoặc nuôi chim. Các bạn có thể duỗi nó ra bẻ thành hình chữ nhật hoặc hình vuông cũng được, nhưng mà mình làm hình tròn thì nhìn nó đẹp hơn. Và cái dụng cụ không thể thiếu đó là những cái kìm nhá, kìm cắt này, kìm kìm này là kìm cá sấu này, và một chút dây thít. Dây thít thì chúng ta sử dụng để chúng ta định hình cái lồng của chúng ta nhé. Còn sau đó rồi chúng ta phải dùng dây thép hoặc là dùng chính là cái lưới này để chúng ta gập vào, chúng ta buộc vào cho nó chắc. Bởi vì nếu mà các bạn dùng thép ly ấy, thì sau này nó sẽ bị rỉ, thép ly nó sẽ rỉ, bởi vì là cái lưới này là lưới mạ kẽm, thép ly buộc vào xong nó rỉ hết. Thì cái dây thép này là cái mà để chúng ta định hình, định hình sau là chúng ta phải lấy dây thép nhé. Không thép, cái dây thép này nó không chịu được mưa nắng là thứ nhất này. Thứ hai là nếu mà nuôi chim thì còn được, nhưng nuôi sóc là nó cắn là chúng ta sẽ mất sóc đấy, nó cắn là nó sẽ bục ra đấy. Sóc nó rất là nghịch. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ làm cái phần thân trước. Mình sẽ lấy cái dây thít này. Đây, cái dây thít này các bạn này. Mình sẽ định hình cho nó đã. Đây. Cho nó ngậm vào khoảng độ 2 mắt nhé. Ngậm vào 2 mắt để nó tăng cái độ cứng và nó tăng cái độ tròn cho cái lưới mà chúng ta đang quấn như thế này. Đây các bạn lấy cái dây thít này, các bạn định hình cho nó. Đây là cái lưới mà mình trước mình làm cái AV chim, và sau này mình làm cái AV rộng này mình đã bỏ, và hôm nay có con sóc thì mình đã tận dụng lại. Những người đam mê chơi thì có rất là nhiều thứ mà mình có thể tận dụng lại, cho nên là những cái đồ nào các bạn bỏ đi thì các bạn cứ để gọn vào, đến một lúc nào đấy chúng ta sẽ cần đến nó. Đấy. Quay cận cảnh cho các bạn cái cách mà mình làm cho nó chắc hơn này. Đây nhá, phía trong này nó có một cái lưới mà mình cắt, mình đã ý định để nó dài hơn này, các bạn nhìn này, để nó dài hơn này. Bây giờ mình sẽ gập vào bên này. Đấy, mình cặp vào đây. Đấy, nghĩa là cái lưới ở đầu bên này mình sẽ gập ngược lại, mình sẽ buộc vào cái lưới đầu bên này. Và bên này nó cũng có một cái đầu này. Mình sẽ gập vào trong. Đấy, gập vào trong như thế này. Đấy, mình lại cặp ngược quay lại. Cặp ngược quay lại như này. Thì bảo đảm với các bạn là nó sẽ không kéo được ra, cực chắc luôn. Cái dây thít này sau đấy mình có thể cắt bỏ đi hoặc để được nguyên cũng được, nó chỉ là định hình thôi. Đấy, mình cứ buộc hết lượt như thế này, gập hết lượt như thế này, bảo đảm là siêu chắc luôn. Sau đấy là cái lồng của chúng ta nó sẽ cứng tuyệt đối luôn. Đấy, bên này thì gập ngược ra, còn đầu bên này thì các bạn gập ngược vào. Cái lưới 2x2 này này, cái lưới của nó rất là cứng. Cái sợi của nó phải tầm hơn 1 ly. Cái sợi này nó phải to hơn 1 ly cho nên nó khá là cứng. Buộc như thế này này thì nó sẽ không bị han gì nha các bác nhá. Các bác cứ làm theo mình. Còn nếu các bác lấy cái dây kiểu dây thép ấy, thép ly ấy mà xếp xây dựng ấy, kể cả các bác mua cái thép mạ kẽm đi chăng nữa, các bác buộc một thời gian là nó sẽ bị rỉ. Nó sẽ bị rỉ luôn. Đây, minh chứng cho các bác xem này. Đây là cái
mà em buộc này, buộc bằng cái thép ly này. Đấy, cái lưới nó không rỉ nhá. Cái lưới này không hề rỉ này, như cái dây thép rỉ này. Đấy, dây thép mạ kẽm đàng hoàng ấy. Nhưng nó không ăn thua đâu. Đây em có cái kéo cắt tôn này. Hôm trước vẫn dùng để cắt cái lưới này. Mang ra cắt thì thấy nó dễ hơn là việc lấy cái kìm bấm. Đào tay lắm các bạn. Đây, kéo này cắt rất là ngọt. Kéo cắt tôn mua trên Shopee 100.000. Trước mắt là chúng ta vẫn dùng cái dây thít này chúng ta gông đã. Định hình cho nó. Sau là nó dễ làm hơn các bạn. Dây thít thì nó thít vào một cái là nó chắc ngay. Và nó rất dẻo cho nên là chúng ta định hình nó rất là dễ. Này, với những cái cây mình cho vào trong cái lồng này thì mình phải cho trước nhé, trước khi chúng ta đậy nắp. Đấy, mình cho những cái cây này để cho con sóc nó leo trèo. Thì cái dây buộc là chúng ta sẽ sử dụng cái dây inox nhé. Dây inox nếu con sóc nó có đái ra ấy, nó không bị han gì. Và bây giờ em sẽ làm cái cửa. Cái cửa thì ở đây em sẽ khoét một cái lỗ vuông rồi. Khoét một cái lỗ này, lấy cái kìm em bấm. Bây giờ em sẽ làm cái cửa như thế này. Để sau đấy sẽ lật như thế này. Thì ở dưới này sẽ buộc một cái dây là được. Đấy. Đấy. Để nó khỏi bị kích. Và chúng ta phải cắt bớt chỗ này. Cửa này là chúng ta phải lựa này. Đấy. Thì chúng ta sẽ mở được cao hơn này. Các bạn nhìn chưa? Không thì cái chỗ này nó sẽ kích vào này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bóp lấy cái kìm này. Và bóp cái khuyên này. Bóp cái khuyên này. Đấy, bóp cái khuyên này nhá. Các bác lựa lựa bóp lên. Bóp vòng tròn này cho nó khỏi tụt nhá. Đấy. Đấy. Đây. Đấy. Thế là chúng ta có cái cửa lật lên lật xuống. Chỗ này chúng ta sẽ buộc một cái dây thép vào đây là ok. Muốn cho ăn cho uống nước thì chúng ta có thể cho vào trong này. Đấy. Cho hoa quả vào. Thì cái nuôi sóc cho nên là em có một cái ống tre để cho nó chúi. Xong rồi đó em sẽ cho một ít sơ dừa và cho nó làm tổ. Em đã làm xong cái chuồng cho con sóc này rồi. Đây, sóc mun này. Và bây giờ em sẽ đưa nó vào AV để em thả nó vào. Đây, em sóc em bắt ra này. Vừa mình cắn cho phát chảy vào tay này các bác này. Đây, sóc mun đen nhá. Sóc mun đen rất là đẹp. Con này sóc cái em vừa xin được ấy. Đấy, cho nó vào lòng. Vừa nó chạy ra ngoài AV vồ mãi mới được các bạn. Vồ nó cắn cho cái này. Bởi vì là mình muốn kiểm tra xem là được hay cái. Cho nên là hé hé cái lòng này ra. Chứ không thì đưa cái miệng lòng vào thì nó không cắn. Cái lao vồ vồ nó còn đang sợ. Con này là sóc mun đen, nó cắn cái phát này chảy máu tay. Con này cái nào mà dối dỗi em sẽ kiếm một con đực để ghép cho nó. Đấy. Đây vừa cho cái cổ trong này cho nó ăn này. Cái lồng như thế này thôi. Cái đoạn trên kia em gông vào cái cây xanh cho nó chắc. Để nó khỏi khi nó leo lên trên này này, nó không bị đổ. Đây. Đây em nó đây, chèn chèn chèn. Em cho mấy quả ổi cho nó ăn này, cái thóc này, nước này. Rồi cầu đứng này. Rồi cái ống tre này để cho nó chúi này. Em vất đi sơ dừa là xong lúc nào nó chúi là nó sẽ càng vào trong. Đây. Khá là đẹp nhá, con mun này khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp luôn. Quay gần cho các bác xem này. Nó ban đầu này nó còn rất nhát và em sẽ cố gắng thuần dần. Đấy, mun này nhìn nó đen sọm này. Trước quay cho các bác xem đấy là cái con sóc đất nhìn nó sáng sủa hơn tí. Sóc đất, sóc bông nó sáng sủa hơn tí.
Vâng, xin cảm ơn các bác đã ghé thăm clip mà em vừa mới chia sẻ cái cách làm một cái lồng để nuôi sóc. Đây là một cái lồng được cuốn từ một cái lưới ô vuông 2 cm. Lưới này thì các bác ra các cái cửa hàng vật liệu bán sắt họ bán rất là nhiều. Thì thông thường thì họ sẽ bán theo cân, tầm độ 40 đến 45 nghìn một cân. Đấy. Thì các bác mua được tầm 1-2 mét về, 1-2 mét dài này, khổ nó thường thường là khổ 1 mét. Thì mua 1-2 mét dài về là các bác cuốn thành một cái lồng. Cái này kể cả nuôi chim cũng rất là ok nha các bác nhé. Ở đây thì em để trong cái AV luôn này. Đây, em để trong AV chim. Bởi vì không nuôi cùng chim được, nuôi cùng chim thì nó tấn công chim, thì một là chim nó sợ, hai là nó sẽ ăn thịt chim luôn. Đấy, cho nên là nuôi riêng này các bác này. Đấy, em nó đang nấu náu ở phía trong này. Vâng, xin cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và các bác hãy đăng ký kênh Sáng Tạo của em nhé. Hẹn gặp lại các bác.